Mình tiếp tục về thêm được hai đôi bô 301 trơn rất là hiếm. Hôm nay thì nói thêm để anh em nắm được này. Thằng bô thì nó có dòng 301 thì mình tẻ sơ sơ thì nó đầu tiên là có bô 301. 301 đọc không 301 tức là 301 không có gì. Hay còn gọi là 301 trơn. Mà nói gọn là 301. Mà chỉ có duy nhất cái dòng này là không có sản xuất tại các nước khác mà chỉ có sản xuất tại Mỹ. 301 trơn là đời đầu. Sau rồi đến 301 CD2, 301 CD3, 301 CD4 và gần đây nhất là 301 CD5. À, trong quá trình sản xuất 301 thì có một vài dòng gọi là đặc biệt. Nó sản xuất nhân dịp này, nhân dịp kia, ví dụ nhân dịp có thể nhân dịp sinh nhật hãng hay gì gì đấy. Thì nó có sản xuất thêm 301 Molitor, AV Molitor hoặc 301 Solata. Nhìn chung gói gọn lại thì nó có khoảng độ tầm 7 mô đen 301. Đây là con đời đầu mà theo đánh giá của anh em là rất chất lượng và nó cũng rất là hiếm. Cái căng của nó bằng kiểu bút xốp kiểu này. Bát đây. Bát này đánh rất là hay. Anh em trong nghề thì hay thích là bởi vì đánh nó không bị phọc. Nó chịu đòn tốt. Một chung. Đây là cái điều chỉnh hướng của chung tét. Nó giống như con 501 CD chỉ mấy là CD3. Nó điều chỉnh cái góc hướng tép chung giấy, tép giấy. Mặc dù hai quay thôi nhưng mà tiếng thì tuyệt vời. Bát của dòng vô 301 trơn này có thể nói là âm bát của nó rất là chắc. Màu đánh nó không bị phọc tiếng như cái dòng CD2. Chịu đó tốt hơn. Hình thức thì có thể gì ấy cũng thích. Nhưng mà thợ thì rất là thích. Chơi nó hay. Đây. Thời cổ đúng ra là các cái cầu loa dùng những cái cầu con ốc nhìn rất là sạch. Nếu ai không biết thì không hiểu nhưng mà dòng ngày xưa người ta chỉ nghĩ đến thế này thôi. Ốc vặn kiểu này thôi. Người ta nghi âm và dương thì đó. Rất là đơn sơ mộc mạc. Giới thiệu qua tổng thể để em nắm được cái dòng 301 trơn. Nó cũng thiết kế căng hai mảnh như là 301 CD2. Tiếng đánh thì rất là hay mà giá thì rẻ hơn. Những cái này bẩn bãi về nhưng mà giặt giũ cái phẩy ra nó sẽ rất là đẹp. Đó. Bát đánh rất căng. Mình quay mình hay sờ vào loa để anh em biết nhưng mà anh em đến xem tránh trường hợp đi các cửa hàng mà sợ ấn ấn cho anh em biết ấn. Ấn mạnh quá nó bẹp rốn. Ấn nhẹ nhẹ để rồi gần đây là mình quay mình ấn lại cho nó sinh động. Anh em nào đấy biết cứ ấn thử lực hỏng hết loa. Nhiều cửa hàng người ta phê bình. Đó là như vậy.